1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Quý vị đang trở lại với video test Mixua UGX31 tại trung tâm điện tử Hiệu Audio. Mọi chi tiết mua hàng liên hệ số điện thoại 0374684491. 5 4 5 6 7 1 2 3. Này là cánh thơ nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là áo len mẹ ra từ tay gói gửi cho con. Lê 1 2 3. Chả là em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau ấy ơn tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. 5 6 7 1 2. Đó. Thưa bác, đầu tiên thử cho bác cái chất lượng âm chay của cái dòng Mixua UGX31 này mà thời gian qua bên Hiệu đồ bán rất là chạy các bác nhé. Đó, và đây là chuẩn hàng loại 1 của Sua nha các bác nhé. Đấy, UGX31, đây các bác nhìn cái men vỉ đầu thu của nó đây, tràn hết cả đầu thu luôn. 4 hộp sóng rất là to và hai con tụ của lớn của Sua. Đấy, dập chìm USA, thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Đấy, phía sau có cả đủ đường Canon 6 ly cho các bác làm sự kiện hoặc gia đình nhá. 4 dâu. Đó, 4 dâu, sử dụng 4 dâu. Và tay mic của nó thiết kế là tay mic tráng gương màu cà phê mạ vàng. Đó, tráng gương, nhìn rất là sang trọng các bác nhá. Cầm rất là đầm tay, UGX31. Đó, dòng Sua thì quá nổi tiếng rồi. Các bác chơi từ thời mà bên em bán từ 6 năm trước là UGX8, X9, X10. Đấy, nên 20, 21, 23, 30 và giờ nó là 31 các bác nhá. Đó, và quan trọng nó là phải chuẩn hàng loại 1. Còn những cái hàng nhái hoặc những cái hàng rẻ tiền trên thị trường thì cái hộp sóng nó rất là bé, hoặc là vỉ mạch nó chỉ được tầm khoảng một nửa như này thôi. Đó, hoặc là vỉ mạch to nhưng mà linh kiện nó rất là ít các bác nhá, linh kiện rẻ tiền. Các bác lưu ý giúp em là mua chuẩn hàng loại 1 như bên Hiệu Đô chuyên đổ cho anh em thợ nhá. Đó, anh em thợ thì ai cũng biết về cái kỹ thuật rồi, nên là không ai là nhập những cái hàng ít người. Người ta nếu mà làm về điện tử thì người ta cần cái sự hai cái từ uy tín, thì các không, người ta không bao giờ nhập những cái hàng loại 2, loại 3 trên thị trường nha các bác nhá. Đó, các bác có nhu cầu liên hệ mua hàng Mixua chuẩn hàng loại 1 UGX31 thì liên hệ Zalo 0374684491 nhá. Bên Hiệu Đô sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác về cái sản phẩm này. Đó, sóng mic UGX31 tiếng cực kỳ hay. Đó, có cảm biến tự ngắt trên tay mic các bác nhá. Đây, có cảm biến tự ngắt trên tay mic. Đây, khi các bác mà hát karaoke các bác đặt xuống như này tầm 5 giây, không động tay vào thì nó sẽ tự ngắt sau 5 giây nhá. Có các bác ví dụ như ở phát biểu hoặc là chơi đàn organ bằng cái mic này chẳng hạn thì các bác có thể tắt cái chế độ tự ngắt đi. Đây, có biểu tượng ở trên này nhá. Đây, em để đây cho nó dễ này. Đấy, có biểu tượng mic ở trên này. Đấy, các bác tắt cái chế độ tự ngắt, bấm 2 lần liên tục nó tự động nó mất biểu tượng này, tức là nó sẽ không ngắt nữa. Và chế độ tự ngắt nên bấm 2 lần liên tục nhá. Đấy, chất lượng âm thanh cực kỳ hay, rất nhiều tính năng hay cho các bác nhá. Chuẩn hàng loại 1. Và đèn LED ở phía trước hai nút vặn này. Đó, biểu tượng logo Sua. Đấy. Cái nghén này hai bên thì nó đều có điện, đều có đèn rất là đẹp. Đây em tắt đi này. Đấy. Tắt đèn đi nhá. Các bác nhìn ở ngoài nó rất đẹp bởi vì ở đây nó có đang có cửa sổ nên là ánh sáng nó chói vào. Đây các bác bật lên thì ánh sáng của những cái chữ này rất là đẹp này. Đấy. Cực kỳ đẹp. Và trên đầu thu của nó sẽ đầy đủ các tính năng các bác nhá. Các bác có thể là khóa đầu thu, đấy, dò tần số đây. Đây, chế độ khóa này. Bấm lên. Đây, khóa, bấm vào đây. Đấy, khóa vào thì không ông nào bấm vào đây được nữa. Khi các bác muốn mở ra dò tần số thì các bác bật nó đi là được. Đấy, thoải mái các bác nhá. Tay mic thì cầm làm cực kỳ chắc chắn rồi. Không phải lo. Đấy, dập chìm chữ Sua ở trên đầu thu đây. Đấy, đầy đủ tem của Sua, cờ Mỹ này. Tem 7 màu và dập chìm chữ Sua trên đầu thu luôn.
Đó, quan trọng chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Và thưa các bác, đây nó sẽ sử dụng 4 dâu các bác nhé, 4 dâu. Đấy, 4 dâu. Và nguyên thùng, nguyên hộp nó sẽ như này. Nguyên thùng, nguyên hộp nó sẽ như này. Đấy, trong hộp đầy đủ phụ kiện, tất cả các thứ đầy đủ hết. Và sẽ sử dụng lý là nguồn adapter như này. Đấy, nó đưa ra âm thanh không bị nhiễu và chất lượng âm thanh cực kỳ hay nhá các bác nhá. Đấy, của nguồn huyền thoại của Shure đây. Quan trọng là cái dòng này nó rất là bền. Bền, chất lượng âm thanh hay. Đấy, nó sẽ đảm bảo cho các bác là ba cái tiêu chí mà các bác đặt ra. Thứ nhất là chất lượng âm thanh hay. Thứ hai là giá thành vừa phải, giá thành dưới 2 triệu các bác nhá. Giá rất là rẻ. Giá thì các bác có thể liên hệ số điện thoại 0374681491 để bọn em báo giá tùy từng thời điểm nhá. Chuẩn hàng loại 1 này. Đấy. Giá nó rất là rẻ thôi, dưới 2 triệu. Đó. Và qua cái hình thức của nó cũng rất là đẹp, rất là sang trọng, các bác có thể là bày trong gia đình. Đó, chơi sự kiện đều ok nhá. Đó, mic Shure UGX31 chuẩn hàng loại 1 cho các bác nhá. Đừng so sánh với những cái hàng loại 2, loại 3, hàng nhái trên thị trường nhá. Ok chưa? Đấy, chất lượng âm thanh cực kỳ hay và hai cái mic tráng gương. Đó, ok chưa? Hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhé. Để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Số điện thoại 0374681491 sẽ phục vụ các bác. Đấy, có nhân viên tư vấn nhé. Rồi, chào các bác ở video lần sau.